Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Phát Âm Hay Mình là Diễm, là founder của Phát Âm Hay Và trong quá trình mà mình làm youtube thì có một số bạn học viên có hỏi mình ở trên youtube rằng là làm sao để mình có thể phân biệt được âm J trong chữ judge và âm J trong chữ là garage hay là measure tức là âm J và âm J Vì đôi khi cái chữ là chữ job, bạn đọc là, là job, job hay là chữ jet, mà đọc là Jack, Jack tức là bạn phị tức là bạn bị nhầm lẫn giữa hai âm j và âm j. Hy vọng là đoạn video này có thể làm cho các bạn rõ hơn về hai âm này để mình có thể phát âm tốt hơn mà không bị nhầm lẫn giữa hai âm này. Các bạn để ý rằng là âm j và âm j đều là âm rung, tức là khi mình bỏ tay lên cổ họng thì nó là âm rung, nhưng mà hai âm này không phải không liên quan gì họ hàng của nhau hết âm j sẽ là âm rung của âm ch còn âm j sẽ là âm rung của âm sh trong chữ she j trong chữ measure và sh trong chữ she thì j và sh là cặp âm của nhau trong khi ch và j sẽ là cặp âm của nhau cho nên các bạn rất là dễ dàng để hình dung ra là âm J, j, j. Để đọc được âm này thì môi của chúng ta sẽ chu hờ về phía trước, đầu lưỡi đặt lên trên hàm nhăn và đẩy hơi ra. Đó, từ ch sẽ là âm không rung, sau đó dần dần mình cộng thêm cái âm rung vào cho cổ họng nó rung lên thành là <laughs> Riêng âm thì đây là một âm rung và đây là một âm ngân rất là dài. Thì mình có chữ trong chữ she môi mình chu hờ về phía trước nhưng mà đầu lưỡi sẽ lơ lơ lửng lửng không chạm gì cả lơ lơ lửng lửng và nó hơi cong lên nhẹ nhẹ thành là âm trong chữ she hay là trong chữ shadow sh, thì khi mình đọc chữ và mình rung cổ họng lên shh, một âm rất là dài thương 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 thì nó sẽ là âm thương 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 trong chữ measure measure Bây giờ chúng ta sẽ đọc một số các ví dụ có hai âm này ha. Âm j, j trong chữ juice. Juice. Manager. Manager. Age. Age. Còn j nằm trong chữ gì nhỉ? Thường nó sẽ nằm ở giữa chữ, giữa âm hoặc là cuối âm. Nằm giữa âm với mình có chữ là Azure, Azure, measure vision vision visual visual hoặc là âm cuối mình sẽ có là massage massage prestige prestige hoặc là beige beige đấy các bạn để ý không âm nó sẽ rất là dài ra mình sẽ không đọc nhầm thành là âm trượt ví dụ mình không đọc nó là beige, beige mà sẽ là beige, beige mình sẽ không đọc là massage, no không đúng, massage, massage và đặc biệt thì người Việt mình hay nhầm lẫn giữa cái âm đầu tiên của nhau với mình có chữ juice là âm j, j, juice đừng đọc nhầm thành là juice, juice là hoàn toàn không đúng nha juice không đúng. Hoặc là mình có chữ manager, đừng đọc thành là manager, manager thì nó không đúng. Manager, manager. Hoặc là mình có một chữ khác là imagine, j j imagine, đừng đọc thành là imagine, imagine thì nó không đúng. Nó thế là j j j imagine, imagine. Như vậy tóm lại, âm j, để đọc được âm này thì đầu lưỡi mình sẽ chạm lên trên hàm nhăn và môi chúng ta sẽ chu hợp về phía trước j j j j cổ họng rung lên j j j j còn đối với âm thì môi chúng ta vẫn chưa hở nhưng lưỡi chúng ta sẽ lơ lơ lửng lửng và đầu lưỡi nó sẽ hơi cong nhẹ lên một chút xíu đẩy hơi ra âm rất là dài cổ họng rung Hy vọng là đoạn video này có thể giúp cho bạn phân biệt được hai âm rất khó trong tiếng Anh là âm J và âm Đối với các bạn biết là tại sao âm này khó. Đơn giản là bởi vì hai âm này không có trong tiếng Việt, cho nên não chúng ta tai chúng ta hoàn toàn rất là xa lạ với hai âm này, cho nên là mình phải sử dụng kỹ thuật về khẩu hình và dùng tai để mình có thể cảm nhận được hai âm này dễ dàng hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi đoạn video này. Hy vọng là đoạn video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học phát âm. Và nếu như các bạn muốn học thêm về phát âm để có thể phát âm hay thì các bạn hãy tìm lại trong những cái playlist về giải phát âm của phát âm hay để mình có thể học được thêm những cái cách phát âm về nguyên âm, phụ âm làm sao cho âm mình thật là chỉnh chu và thật là tay nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.